chào. Người dân đang đi cào sò được rất nhiều các bạn ơi. Vô khối luôn. Theo chân những người dân đi cào sò thì xem này. Bao từng bao trở về, xe trở về. Nhà kia cào được hàng đống luôn. Đang chất đống để kia này. Trời thì rét nhưng mà ấm rồi nhờ. Trời thì rét nhưng mà ấm nhờ. Rét quá. Rét nhưng mà ấm. Đấy, đào được bao nhiêu sò các bạn này. Quá tuyệt vời luôn. Gần như ngay mua cả đấy, họ lấy ít. Tao lấy nhà tao về hay. Ngay mua cả. Rét thì không rét luôn mà. Nhưng mà giờ giáp Tết rồi không ai nhập đúng không? Cái dư tủ à, tủ ở nhà có thịt có đồ đây đấy nữa. Chứ nếu không phải nhập thì lấy được tiền đây. Không phải nhập cũng là được. Đấy. Đấy. Thế này về luộc lên xong là cho vào tủ, cất đi cho vào tủ. Cho nó nhập vào nhập 30. Đồng 10 sao 80. Tết hôm bữa hôm qua chị Sinh mua sò huyết có 10.000 cân. Sò huyết ấy. Hả? Không, sao vỏ. Tá mắng ra được mà bố mua thịt cái gì đắt. Cái này mà luộc lên xong lấy ruột không thì bán bao nhiêu? Trăm một ký. Trăm một ký à? Đây là bạn, đây là 100.000 một ký. Một ký cũng được nhiều đấy nhỉ? Ờ, mà thịt ký mà tá bố mua có đến cái 15. 15.000 một cân là vỏ. Trăm, trăm một ký ruột. À, trong một chân ruột. Đây là chị Sinh này. Không phải, em chị Sinh, em chị Thanh. Em anh Thành. Đấy về chị Lành à? Khánh. Hả? Khánh, Khánh. Khánh. Đấy về Lành. Các chị không biết em đâu. Dạ, chị Lành để trước rồi. Vâng, chị Lành để trước. Em sau. Làm đi xong nào bán rút bớt đi em lấy cho. Lấy mấy cân em mang ra Bắc. Ừ, rút ruột nhưng bán rút giá. Bớt giá đi. Đấy, mình đi về cho chị dám lấy. Có ai lấy đâu? Có ai đi lấy đâu, nhà em không ai đi lấy cả. Đấy, thấy chị Lan bảo đi nhưng mà không biết có đi không. Các bạn cũng chả được mấy đâu. Đi ra Lào Cai. Làm sạch đi xong là lấy 80 à? Ở đây hay là đây luộc thì điện có Dương Thành. Vâng. Nhá. Vâng, có số Dương Thành như thế. Thành ừ, đấy. Luộc được đi về bảo em nhá. Gọi cho anh Thành không mà bảo em lấy. Đấy mà. Giờ lúc nãy chị thẳng cho ít chưa? Cái thằng kia này. Đây lúc nãy thấy bảo cũng bắt được nhiều đấy, cho em ít kìa. Thằng kia nó đang xách kìa. Kìa, nó đang kéo lê kìa. Được thì luộc lên thì bảo em nhá. Rất là nhiều. Em cắt mái nữa, cái tiếu nữa là mái. Nhiều thì còn phải rửa đấy chứ nhỉ. Là thế nào, đấy lấy cái nước luộc khăn nữa nè.
có sẵn ở trong ruột đấy. Không tám là không có đâu. Cá bắt một con thì người ta để lên được lụt của ăn á. Chứ không sạch luôn, chứ không phải lên được là đâu. Chị cứ làm sạch đi xong lấy mấy cân nhé. Đây. Em mang bao đi đấy nhưng mà có nhặt đâu. Lạnh lắm. Rồi còn móc móc ngoài nữa. Làm được. Rất là nhiều nha các bạn. Này là bán được là cứ 8.000 một ký đây. Cả vỏ đây. Chị cứ làm đi nhá. Làm được thì gọi cho anh Thành nhá. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Ôi dào ơi. Rét lắm các bạn ạ. Biển xem cào sò. Sò lông nhiều lắm, chị có mua không? Vâng, hôm qua chị ăn rồi, chị mua 5 cân 50.000 ăn rồi. Thế à, hôm qua chị ăn thế không được ăn à? Chiều hôm qua mà. Thế à? Chiều hôm qua chị ra Ngã Ba đi xong rồi gặp bé ấy. Thế à? Thế chị đang gọi điện cho ai? Hả? Chị đang gọi điện cho ai? Thì hôm qua em ăn ở đấy làm gì? Buổi tối mà. Thế à? Thế em không được ăn à? Có. Quên mất. Đây chị đang chờ lấy bánh chưng để đưa ra cho mẹ luôn. Thế à? Chị mua anh Quý đặt mua một cặp bánh chưng để đưa ra đáp ứng cho cha luôn. Thế à? Vâng. Bánh chưng bây giờ với trái cây. Vâng. Tí nữa bà. Ừ, chưa biết nữa, lấy được bánh lúc nào ra lúc đó. Vâng. Ừ, bà lành mất hết gà rồi. Vâng, em nghe thấy rồi. Đây gọi điện hỏi thăm rồi, bảo dậy nó bắt từ lúc 4 giờ sáng mà lúc bên là dậy rồi. Nhà dậy rồi mà nó vẫn bắt trộm rồi bà. Vâng. Chị cứ lại chui vào rào, chị đang dọn bàn thờ ở trong nhà ấy. Thế nó chui vào nó bắt, chị không để ý. Đây các bạn ơi, đây này, cào sò vào đang nhặt đây. Nhặt những con sống còn vỏ thì bỏ đi đây. Em có mua để lấy ruột đưa lên không? Em bảo ấy rồi. Bảo họ làm bắt đây này, họ bắt họ về họ luộc xong họ bán 80.000. 80.000. 80.000 ký. 80.000 mua được đấy. Vâng. Về làm ngại lắm. Họ làm cho nó ký khỏi đất. Vâng. Để cái biết sao bây giờ ăn ngon cực. Vâng. Dạ. Khó khăn ra được. Thế nhé. Mẹ không? Mẹ
mẹ khỏe hôm nay vừa mua cho mẹ cái đệm điện rồi. Vậy hả? Xin chào, tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.